Triệu Lệ Dĩnh đang bị áp lực vì Giữ Phượng Hành do cái bóng của Sở Kiều chuyện quá lớn. Dự án Giữ Phượng Hành với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn đang nhận được nhiều chú ý từ khán giả. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Chính bởi vậy mà mỗi bước đi trong sự nghiệp của cô đều nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Bộ phim mới nhất là Giữ Phượng Hành cũng không ngoại lệ. Được biết với dự án lần này, Triệu Lệ Dĩnh đã dồn hết tâm huyết, thậm chí là gạt bỏ nhiều công việc quan trọng để tập trung quay phim. Đặc biệt, thông tin nàng tiểu hoa đán bất chấp nguy hiểm để thực hiện thêm cảnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân đã khiến netizen vô cùng ngỡ ngàng và nể phục. Bởi lẽ, đây không chỉ là một phân cảnh khó, vốn không có trong kịch bản, mà nó còn đòi hỏi nữ diễn viên phải dùng rất nhiều sức để thực hiện. Thế nhưng, việc quyết định thực hiện cảnh quay này đã phần nào cho thấy Triệu Lệ Dĩnh thật sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Giữ Phượng Hành là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau thành công vang dội của Sở Kiều Chuyện nên càng được khán giả kỳ vọng. Chính bởi vậy, áp lực vượt qua bộ phim tỷ view này với Triệu Lệ Dĩnh có thể xem là rất lớn. Bên cạnh đó, dù rất chăm chỉ làm việc nhưng thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh lại chưa có tác phẩm nào thực sự để lại ấn tượng với khán giả xem đài. Ở bộ phim Hữu Phỉ được chiếu năm 2020 vừa qua, cô bị chê không ăn ý với bạn diễn Vương Nhất Bác. Hay tác phẩm gần đây nhất là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng không gây được tiếng vai lớn. Chính vì thế, để lấy lại danh tiếng vốn có của mình cũng như không để bị thụt lùi so với những đồng nghiệp cùng thời, dự án cổ trang Giữ Phượng Hành lần này buộc phải thành công. Giữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Đình Đám Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn đào hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ, Lâm Canh Tân, cứu giúp. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu. Hiện tại bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và dự kiến sẽ lên sóng vào năm tới.